Thì có quý cô bác ơi, bây giờ tại vì tôi nghe Đức Thầy nói bây giờ nó hang tương dưa giữ phận cho tròn, phải không? Cuối niên Thân Dậu mới còn sáu phân, hay là phận tu hành đạm bạc giao tương, hay là tương giống muối cháo gao đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma là được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Phải tương mới được, tương với muối mới được nghe. Chứ còn bây giờ mà mình còn hát cả lương hồn quán hoài thì không có kịp nha quý cô bác. Pha chè hoài không có kịp. Thôi về gắng cố gắng đi, ai chưa lên thì gắng nghe. Mình gắng cố gắng lần này đi, mình theo Phật đi, nó làm con Phật mà thì phải hy sinh chút đỉnh, mà tại mình chưa gan thôi, phải không? Mình chưa gan thôi, chứ thầy là bảo mình nếu mình gan thì được à. Tại vì ngày hôm nay chứ năm tiếp mình ngủ bà con là gì, là mình gắng cố gắng cho nó kịp thời kỳ, chứ thầy nói nếu để trễ thời kỳ thì khó gặp đặng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính kính lễ Đức Phật, thành kính kính lễ Đức Thầy. Kính thưa quý anh đại diện cho máy đạo tràng cũng như mến và anh Bạc Cường, kính thưa quý ông, quý bà, quý cô bác và các anh em đồng đạo, lời nói đầu tiên của năm tiếp xin mượn tầm máy này gửi đến lời chúc sức khỏe và chúc cho toàn thể chư quý vị được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn toàn thể chư đồng đạo. Thì vừa qua mình đã buổi sáng sớm này đó niệm qua một thời tịnh tọa niệm Phật, rồi đồng thời có nhắc lên lời châu ngọc của Đức Thầy. Đến lượt lúc này á, là cho tôi để làm cái bổn phận để gặp gỡ quý cô bác. Mà ở đây á, nghe, là bên ban tổ chức các anh em ở nơi là U Minh này á, nghe, quý cô bác, là cho năm tiếp lên đây á, là vì tại cái nhân duyên sâu với quý cô bác, quý đồng đạo lên đây để tâm sự chuyện trò, nhắc nhớ qua lời châu ngọc của Đức Thầy rồi mình rủ tu thôi nghe quý cô bác. Chứ sự thật ra tôi thấy quý cô bác trước mặt tôi là lớn tuổi không à. Đó. Rồi á, là tu cũng là hành là qua giáo lý của Đức Thầy, năm tiếp cũng vậy, cũng học qua giáo lý của Thầy mà đã hành. Đó. Nhưng tại vì có đưa lên đây là có sự người nói và người nghe đó, rồi để là cùng nhau mà tu trên bước đường là thời gian Đức Thầy còn xa vắng. Vì vậy cho nên hôm nay tôi làm cái bổn phận là để nhắc nhớ giờ mình rủ tu như lời Đức Thầy đã bảo. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đại ác lên. Nghĩa là kỳ này mình rủ nhau mình tu mình được lên hết, được gặp Thầy hết. Đó nghe quý cô bác. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi chỉ là cái bổn phận quý cô bác ở dưới là xét nghe. À, cũng như thôi giờ đại diện quý cô bác làm một mình năm tiếp đứng đây mà hết trơn giám khảo ở dưới đi. Có những cái gì mà mình còn nói kém khuyết đó, mong quý cô bác bỏ qua và nhắc nhớ lại cho bước đường tu hành cho nó vững chắc cho được lâu dài. Với cái bổn phận là phận môn đệ phải lo dung quán, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Đồng ý không quý cô bác? Dạ, cảm ơn toàn thể chư vị. Vậy giờ mình hợp tác nha. Đó, vậy là hôm nay là quý cô bác là cùng năm tiếp đây mình hợp tác để đem qua cái giáo lý của Đức Thầy mình bàn, rồi là mình tu để là cho được tinh tấn. Đó, thưa cùng quý cô bác, hôm nay mà quý cô bác là tản sáng là có một thời niệm Phật rồi, là bữa nay là mình khỏi đói nữa đâu, phải không? Tại vì là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cụ quyền sớm tối mấy mậu, vậy là như ăn cơm bữa sáng quý vị ăn rồi thì đâu có đói nữa đâu. Niệm Phật rồi là một pháp môn tịnh độ thù thắng hết các pháp. Đó. Và nó cũng là vua các pháp. Đó. Nó cũng là cái pháp chùm hết tất cả tối cao. Đó. Mà là kỳ này chúng ta tu hành cái pháp là tối thượng thừa. Đó. Một cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật là tối thượng thừa rồi. Đâu còn cái pháp nào mà cứu được hết tất cả trong nhân loại chúng sanh. Tại vì Đức Thầy nói nè, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hưởng thoát mà đồ dứt cuộc luân hồi, đâu còn pháp nào nữa hả quý cô ba? Đồng ý không? Đồng ý cái chỗ pháp này tối thượng thừa không? Ừ, vì đâu còn cái pháp nào hơn nữa. Có một pháp mà cứu độ hết trơn, có một pháp mà tu đắc hết các pháp, nà chứng hết trơn. Kỳ này mà Nam Mô A Di Đà Phật là chứng hết trơn, đâu không còn ai ở lại nữa đâu. Đó, thưa cùng quý cô bác, chuyến này thầy về thầy chấm điểm hết. Mà tôi hỏi quý cô bác ơi, bây giờ nè, bà con cô bác mình tu là ngồi đây ha,
thì niệm Phật, chứ ở nhà nữa niệm Phật. Thì trên dưới mình tính coi, bây giờ trong cái đất nước Việt Nam của mình mà ông Phật ra đời ngang truyền đạo tại cái đất nước làng Hòa Hảo, nó thánh địa Hòa Hảo mà đem truyền ra cái mối đạo, đến năm nay là 85 năm phải không? Mà xét đi xét lại tu trên dưới có 10 triệu phải không? Như vậy thì trên dưới có 10 triệu tín đồ đức thầy, thì về quý cô bác còn thi nữa không? Cái kỳ này thi mà khỏi thi rồi, tại vì quý cô bác tu hành là trên dưới có 10 triệu mà hai miếng thầy về thầy nói thôi giờ cho chấm điểm hết trơn khỏi thi nữa rồi, tại vì tu gì đây còn thi gì nữa đâu. Ăn chay niệm Phật làm lành cúng lại quy y sáng chiều, sớm chiều bình đẳng trả lời rồi còn gì nữa đâu mà thi. Sáng với chiều gắn chí nguyện cầu thì chứ được, thì cũng được tòa chương dự kế. Như vậy tòa chương dự kế là đắc đạo rồi còn gì nữa đâu mà thi, phải không? Tu như vậy là ngon quá rồi. Không phải nữa, tôi xuống cái vùng này ngang, cái vùng xa xôi ở xứ đạo, mà đúng như câu Đức Thầy nói là kẻ xa xôi có lòng ái mộ xem kệ này tu tỉnh tại nhà. Quý cô bác tu tỉnh tại nhà, ở quận đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài gì thời khắc. Như vậy thì quý cô bác tu lần này về thầy cấp cho bằng cấp hết trơn luôn, khỏi thi nữa ha. Như vậy mình nói vậy chứ mình cũng phải gán nghe quý cô bác. Một chữ cũng thi, hai chữ cũng thi, ba chữ cũng thi, phải không? Đó, mà bây giờ mình thi là có gì đâu. Tưởng nói là cái bằng cấp thi cao, mà bằng cấp thi gì quy y, cái bằng cấp vô là cúng lại, là ăn chay, là niệm Phật, là làm lành, đó là bài đề thi đó, chứ có gì đâu, phải không? Thôi giờ hôm nay năm tiếp lên được cái giờ đầu này đây, tôi nghe nói là hình như cái thời gian cũng hiếm. Thôi gì mình đưa cái câu giảng đức thầy rồi bàn nghe quý cô bác. Tôi và quý cô bác hôm nay bàn mà tôi là người được bàn trước. À thưa cùng quý cô bác như vậy đây. À cái câu giảng đức thầy nói gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đạo pháp, hai câu này được không quý cô bác? Được, cho chàng pháo tay đi. Ừ thôi bữa nay thời gian ngắn mình bàn hai câu thôi nha. À, như vậy thì gái cùng trai già trẻ bước vào, như vậy thưa cùng quý cô bác, bây giờ ở trong cái cõi đời này đức thầy ra về đời dạy đạo thì đại diện cho gái trai, phải không? Gái cùng trai già trẻ bước vào, hồi nãy là gái cùng trai rồi cái thầy nói già, là quý cô bác đây lớn tuổi gọi là già trẻ, mấy đứa em nhỏ này là trẻ bước vào. À, như vậy thì bước vào vậy, bước vào cửa đạo. À, như vậy á thì ở nơi cái chỗ này đức thầy muốn dạy hết trơn trong nhân loại kỳ này. Gái cùng trai là ở miễn ở bên nam là trai, ở bên nữ là gái, rồi cái già cái trẻ. Vậy là đức thầy muốn tất cả mình tu chuyến này tu hết, đừng có chịu ai mà không tu nữa trơn á. Tại vì đức thầy là ra đời kỳ này thầy nó gom nhành lá rụng vun trồng giống xưa, như vậy là cái giống mình giống xưa, giống xưa tiên cảnh tuyệt vời mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Như vậy thì bây giờ đã lạc rồi, giờ mình trở lại được ông Phật thầy mình trở lại rồi, thầy đem cái mối đạo chuyện rồi. Như vậy thì mình đã gặp cái cơ hội này là ông Phật ra đời, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật. Vậy thì xuống đây bây giờ có ông Phật rồi, ông kêu hết đó. Như vậy thì bây giờ lần này gái trai cũng phải tu ngang đó, chứ còn mà nếu mà nói đừng có phân biệt gái tu không được, rồi trai tu không được, đổ thừa mấy ông già tu không được, rồi mấy bà già đổ thừa tu không được, không phải vậy. Thầy nói gái cùng trai già trẻ bước vào đó, vậy là bước vào cái cửa đạo để mà tu kỳ này cho kịp lúc. Tại vì cái xác thân mình nó một cái xác na thôi, nó thay đổi rất là mau, nó một hơi thở thở ra không hết đợi ác làm ăn dông rồi còn đâu nữa mà đợi. Đó, trẻ phiên tu hẹn gần cứng tuổi ha, già phiên tu chẳng ngảnh gỏi mà tu. Như vậy cứ lần lượt hết sinh rồi tới thu ha. Như vậy thì bây giờ lần lượt đến rồi là già đi. Mới hôm nào tuổi thơ ngay phút chốc mà đã già đến đây. Mái tóc chòm đen chòm lớm lớm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, lập lè bốn mắt tranh mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Thêm một nỗi này ôi chán ngắt, đi đến đâu cũng quải cối lẫn cùng trời, phải không quý cô bác? Ừ cho chàng quá tay đi. Như vậy thì bây giờ nó mau lắm, phải không? Cái thân này tuy vậy đó mà nó mau già lắm. Quý cô bác nghĩ coi năm tiếp đâu có lớn tuổi đâu, mà tóc nó bạc sạch chội, phải không? Mà bây giờ quý cô bác đây là cũng qua trăm hết trơn rồi. À, như vậy thì bây giờ cái xác thân này á, mình đừng có để đến già mình nói mẹ tu, mà đừng có nói là để gánh gỗ mẹ tu. Không có thời, vô thường chẳng đợi mà thời gian chẳng chờ. Như vậy thì là bên gái thì là tam tùng tứ đức, bên nam thì tam can ngũ thường, thấy không?
Đó, gái cùng trai mà phải giữ mà. Đó, ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nghĩa là đem cái lời của ông Thánh và đem cái lời của ông Phật dạy kỳ này cho chúng sanh tu mới kịp nha. Chứ nếu mà để mình tu nhân mà không học Phật cũng không kịp để nghe quý cô bác. Đó, như vậy thì thưa cùng quý cô bác ở đây ha. Bây giờ á là gái cùng trai già trẻ bước vào, vậy là quý cô bác đã bước vào hết trơn rồi. Đó, bước vào con đường đạo rồi, mà đường trí huệ quy y gìn đạo pháp. Cái đường trí huệ là như thế nào quý cô bác? Tu ở đây á, một là văn huệ, phải không? Hai á là tư huệ, ba là trí huệ, là giới huệ đó quý cô bác. Như vậy một cái phương pháp á là văn huệ, là quý cô bác mình học giảng thầy sáng suốt thông minh, có đầy đủ trí huệ, phải không? Thầy nó dạy khôn chẳng thế chứ nào dạy ngu nè, hay là người hiền tâm trí thông minh nè, rõ ràng thông minh hết. Đó, vậy cho nên nó gọi là văn huệ. Rồi tư huệ là quý cô bác ngồi là nghiên cứu và tư duy tịnh tọa, thì cái tâm của mình nó sáng suốt và phát huệ, nó gọi là tư huệ nghe, tư duy tịnh lự gọi là, nó gọi là tư huệ. Rồi bây giờ mình nhờ ăn chay cúng lại niệm Phật giữ giới, thấy không, phát huệ. Mà nhờ giới mới sanh định, nhờ định mới phát huệ. Ba cái phương pháp này chúng ta không thể thiếu nghe quý cô bác. Vậy cho nên hãy như mà cái người mà ăn chay cúng lại niệm Phật phải giữ giới, phải không? Đó, trong bá gia nhiều ít lòng chay, phải giữ trọn trong nền Phật pháp. Vậy là chay á được tánh, chay tâm mới quý như vậy, đó là phát trí huệ. Mà thưa cùng quý cô bác ở trong cái chỗ này nè, năm 1939 lúc Đức Thầy ra đời truyền đạo đó nghe, tôi nhắc là chút xíu nghe quý cô bác. Thì lúc này có cái bà Năm với bà Sáu, là một bà ở bên Đại Đạo Tam Kỳ á. Bà mới đến á, bà Sáu mới hỏi chứ, bà Năm đến hỏi Đức Thầy tu cái pháp tu rồi. Thì bây giờ bà Sáu nói dạ thưa, thưa Thầy, hôm nay con tu muốn có trí huệ phải làm sao Thầy? Thầy mới nói gì nè, tôi nói cho bà biết nghe, bà muốn có trí huệ thì phải bắt sâu, phải không quý cô bác? Thầy nói cái chuyện rất là nó dọn dẹn, rất là ngắn mà đầy đủ ý nghĩa nghe quý cô bác. Đó, muốn có trí huệ thì phải bắt sâu. Sâu gì quý cô bác? Thầy nói rõ ràng nè, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ, phải không? Đó, như vậy bắt sâu là bắt cái đó đó, chứ có gì đâu. Bắt con sâu là tham nè, con sâu tham rồi, phải không? Si nè, phải không? Tham sân si, cái sân của mình nó lớn lắm nghe. Nó từ xưa đến nay vì vậy cho nên mình có cái thân này, có xác này ra ở cõi đời là có cái tấm lòng mình nóng giận sân rồi, phải không? Đó, vì vậy cho nên Đức Thầy bảo là bà phải bắt sâu. Thì muốn có huệ thì phải bắt sâu. Mà mình bây giờ mà mình không chịu bắt nữa nha quý cô bác, thì con sâu này nó ăn, nó ăn ngang, ăn hoài, ăn hoài, ăn hoài, ăn riết là mất cái trí huệ của mình, thì không thể mà con đường mà mình tu sáng suốt được. Cho nên Thầy mới nói là người hiền tâm trí thông minh đó, phải không? Thưa cùng quý cô bác, như vậy thì bây giờ ha, ai ai cũng phải xét mình, phải không? Ai ai cũng gán xét mình, nếu còn tánh xấu thì ginh ra ngoài, bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài hết rồi. Mỗi bữa bỏ chút, mỗi bữa bỏ chút, hay không quý cô bác? Thì chừng đó đâu còn cái sân nữa, đâu còn cái si nữa, không còn cái mê nữa, phải không? Như vậy thì cái người đó có huệ chứ gì đâu. Thầy nói ai mà biết chữ tu trì, miễn tâm bình tĩnh, được thì phát huệ, phải không? Đúng như chỗ này vậy đó, tu nó gọn vậy đó. Người ta tưởng đâu tu là cao sâu lắm, là việc là như ở trên mây, việc như ở dưới biển, không phải. Tu là việc trước mắt, à, sửa trao là phần của mình nè, ở trước mắt à. Nó tu là sửa chứ không có gì trơn á. Như vậy quý cô bác ơi, thôi thì ở đây tôi kể cho quý cô bác nghe một chuyện mà cái bậc thánh nhân ngày xưa người ta lập hạnh như thế này nè. Đó, ông thánh ngày xưa là ổng lựng như thế này nha, là Đức Khổng Tử ngài cho biết là ngũ thập nhi lập, có nghĩa là cái năm ông 15 tuổi thì bắt đầu ông bước vào cửa học vấn. Ông để hết cái tâm vào lo thì học không à. Đó, tam thập như là nhi lập, có nghĩa là năm 30 tuổi là học cái đường công danh học vấn của ông hoàn toàn hết. Đó, rồi thưa cùng quý cô bác á, là tứ thập mấy nhi lập, có nghĩa đến năm 40 tuổi là ông á, là bắt quạch
Có nghĩa là năm 40 tuổi là ông là học là không còn nghi nữa. Và ngũ thập nhi là như là lập. Có nghĩa đến đến năm là 50 tuổi ông hoàn toàn biết được cái việc mệnh trời đất. Đó. Rồi lục thập là nhi thượng nhị. Có nghĩa là đến cái năm mà ông là 60 tuổi đó quý cô bác, tất cả cái những cái điều gì ai nói ông cũng nghe, cái nhĩ ông không còn nghịch nữa. Là và đến cái năm mà 7 thất thập á thượng nhị, bây giờ đến cái năm thất thập á bất nghịch. Nghĩa là đến cái năm mà thất thập đó ông hen, năm 70 tuổi đó, tất cả cái những lời nói của ông á đều là thuận theo lẽ đạo, không câu nào trái ý hết trơn hả quý cô bác, theo cái đạo. Vì vậy cho nên người ta bắt đầu 15 tuổi đến năm 70 tuổi người ta đã thành công là bậc thánh nhân, phải không? Còn mình bây giờ quý cô bác ơi, có người 70 tuổi 80 tuổi mà chưa, phải không? Là tại vì hồi đó giờ mình còn thiếu học. Và hôm nay quý không tin thì quý cô bác học giáo lý thầy đi ha, học hết cái cuốn giáo lý của thầy đi, là quý vị biết được hết trơn cả tất cả ở những cái gì thầy tiên tri và thầy nói. Thầy là tiết lộ cho mình những cái gì thầy nói hết trơn ở trong cái cuốn toàn bộ thi văn giáo lý hết rồi đó. Mà tại vì mình chưa có xem xét qua ngang. Chứ sự thật ra nếu mà quý cô bác mà học hết rồi cái cuốn giáo lý toàn bộ của thầy, tự nhiên cái tâm trí mình thông minh liền, sáng suốt liền, biết được lẽ mệnh của mình và việc trời đất. Nếu mình biết được ở nơi đó là do đâu? Do mình tu hành nè, cúng lại ăn chay giữ giới làm lành hàng ngày. Đó. Vì vậy cho nên là cái người mà hiểu được như cái giáo lý của Đức Thầy đó, ôi quý cô bác, cái đường là tu không còn chán nản và không còn bỏ nửa đường nữa. Và không bao giờ có suy nghĩ những cái chuyện vu vơ ở bên ngoài. Đó, tại vì Đức Thầy đem cái mối đạo mà thang mây chỉ chừng đó hen. Cái mối đạo của Thầy kỳ này đó, là Thầy cho biết là kỳ này là ông Phật ở bên cõi Tây Phương đó. Thầy nói là thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Như vậy thì bây giờ thầy đem cái chiếc thiền từ bi thẳng cánh lướt sang qua Đông Độ giết người hữu đức. Như vậy mà bây giờ ai là người có nhân duyên sâu với thầy thì người đó mới gặp cái giáo lý của thầy và tu liền. Còn ai mà không có duyên rồi hen, nó gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quái về thiên đàng, tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy là tất cả ở trong xét lại cái cõi đời này, cái người nào có nhân duyên với thầy rồi đó nghe quý của bác, gặp cái giáo lý thầy là mừng vô hạn. Đứa em bé nó gặp là quý cô bác thở coi, nó gặp gầu rồi nó quy y, nó ăn chay cúng lại luôn rồi niệm Phật làm lành. Quý cô bác thấy không, tại nhân duyên sâu nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu ai mà không duyên đó nghe quý cô bác, không duyên khó gặp. Còn cái hạng mà gặp rồi lại bỏ là đời quá mê nữa. Đó. Như vậy cho nên Đức Thầy mới bảo nè, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạ truyền. Đó. Bây giờ mình muốn là mình bước vào cái cửa đạo cho nó kịp lúc này nghe. Thôi mình nói mình quay ở đây sẵn lên cho bà con cô bác ở bên ngoài đó, người ta chưa có thấy được cái đạo của thầy đó nghe quý cô bác, chưa có hiểu được đó. Mau mau kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, có cơ hội này nha quý cô quý chị. Nếu mà cái cơ hội này mà ai không vào tu nó là bỏ lại đó, mà ai vào tu rồi thầy về thầy rước hết trơn rồi, bây giờ khỏi cho thi bài thi gì nữa trơn á. Tại vì quý cô bác mình hằng ngày thi cúng lại rồi, còn gì đâu nữa mà thi. Cúng lại là thi rồi đó, ăn chay là thi rồi đó, niệm Phật là thi rồi đó. Hồi xưa đâu hay dễ ăn chay trường được đâu quý cô bác, phải không? Thầy nói là chay 4 bữa ấy là quy tắc. Mà có ông này cũng kể lại nè, nói à, đồng đạo năm tiếp ơi, tôi nói hôm nay tôi làm được cái chuyện trọng đại. Ông nói với tôi gì đâu quý cô bác, hỏi chuyện trọng đại là chuyện gì à anh? Trời ơi, tôi nói thiệt với chú nha, cái chuyện trọng đại là tôi ăn chay, bây giờ tôi ăn 4 bữa rồi, thấy không? Ăn chay 4 bữa mà ông khen, nói hồi tôi làm được việc đại sự luôn á quý cô bác, phải không? Mừng dữ lắm luôn, ăn chay 4 bữa mà mừng đó quý cô quý chị, mừng dữ lắm luôn. Hồi ở cái việc đại sự, thấy không, mừng cỡ như vậy đó. Cho nên là mình thấy cái người muốn ăn chay á, một bữa ăn không nổi nữa, ăn rồi nửa đêm còn phải vô mà lục nồi lục thêm nữa, nói hồi ơi giác này sắp cuộc hết chịu nổi rồi. Mà hồi chiều tưởng đâu là gì đâu, ăn chay á
thì cũng vậy, mà ăn mặn thì cũng vậy thôi, cái nồi khô quẹt chấm có mấy cọng rau thôi, mà vậy đó mà ăn á cũng y gan như vậy nè đó, mà tại vì ăn không có nổi, tại vì xưa nay á là mình sống ở trong cái chỗ nó quen, ăn quen khó nhịn, mà mình nhịn thời cũng quen đó. Vì vậy cho nên thưa cùng quý cô bác ở đây mình nói gì, tỷ dụ thôi nghe. Bây giờ quý cô bác thấy á, mình tỷ dụ ngay chứ không phải mình dùng cái lời này nghe, tỷ dụ bây giờ quý cô bác thấy đi ha, cái con trâu đó mà nó ăn cỏ ha, nó cũng mạnh như thường thôi, thấy không, nó cũng mạnh. Con dôi nó ăn là trái cây ăn cỏ này kia nó cũng mạnh vậy đó, không mà mình tin chắc rằng mình ăn là cũng mạnh vậy thôi, không có khác gì hết trơn á, thấy không. Vì vậy cho nên tại vì mình nghĩ cái miếng ăn từ xưa đến nay nó quen rồi mình bỏ không được thôi, chứ sự thật cao quý cô bác ơi, mình tập á, tập riết nó cũng quen à đó. Vì vậy cho nên là ở trong cái cõi đời này không có cái gì mà làm không được trơn á. Thế nên có một vị cao đồ nói vậy nè, bây giờ mình sống ở đây tuy rằng hiện tại là mình phàm phu nghe, nhưng hạ miễn là tiên với tục dính liền mặt trái, để vị phàm lộn lại thì tiên đồng ý không quý cô bác? Mình đổi lại thôi chứ có gì đâu, nó đổi lại là tiên ha. Mà tiên là phải làm gì quý cô bác? Mình muốn làm tiên á thì phước nhiều tiên cảnh lên gài, phải không? Tội nhiều á là nhiều á, xa đọ nhiều ngày thảm thê, vậy là phước nhiều tiên cảnh lên gài. Còn ai gây tội thì nhiều ngày thảm thê à ngang đó. Như vậy thưa cùng quý cô bác, thầy nói là muốn lên tiên thì được cảnh tiên, nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình, từ đây đến buổi thành bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao. À, bởi vì quý cô bác mình niệm Phật đây tới đó rồi thầy về, thầy nói thôi vậy cho vào cửa hết đó. Vậy cho nên kỳ này á, thầy nói á, là mình muốn sống ở trong cõi đời này phải làm gì? Thầy nói là khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giới gồng mây chơi giỡn. À, cái cõi hạ giới này mà được có gồng mây nha quý cô bác, tại vì Minh Dương sức thế mới an dân lành á, cho nên gọi là cõi hạ giới gồng mây chơi giỡn. Đó, tại vì ở trong cái quả đất địa cầu này là nó đã lung lay hết rồi. Đó là tại vì thầy nói cái quyển thứ nhất là hạ hơn nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, đổi à ngang. Vậy thì bây giờ mình thấy bên kia người ta bị đổ nhóc trơn á, nhà lầu phố phường, trời ơi bom đạn nó cày ở bển sập sập đó, là đổ, còn động đất á, nứt rớt, người chết mất ở dưới đống đá dưới móc thay lên không hết nữa quý cô bác, thấy không, thấy đổ dời chưa đó. Như vậy cái cảnh mà lầm than đối khó gì tai ách nữa. Ừ, nói đây tôi mới nhớ quý cô bác ơi, không phải nói ngang chớ, hồi mới 12 tiếng đồng hồ trước, 24 tiếng đồng hồ trước thôi, cái ngày 3 nè, ngày 2, ngày 3 Tây đó quý cô bác, ở ngoài tỉnh Hà Giang của mình đây thôi, mưa bão thôi, nó ngập trên cái lộ quý cô bác, quẹt lên cái điện thoại đấy rõ ràng phải không, truyền hình thấy đó, là trên 1 mét nước á, quý cô bác thấy không. Vì vậy cho nên thưa cùng, thưa cùng quý vị, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta phải gắn công tu đặng có xem đời, vì là cái đời này nó quá mỏng manh, đời nay mỏng tợ màng thưa, phiên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Như vậy thầy không có nói câu nào thừa không, còn thầy dặn mình à, chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Như vậy là quý cô bác mình để lòng hết rồi, ở đây là người tu là biết chơi nè đó. Cho nên Đức Thầy mới nói là mấy năm trí óc còn ghi lời thầy để lợi, có thì sai không, không câu nào sai chơi phải không. Thiên cơ mỗi phút mỗi thay nẻo thảnh si như thể, tên bay đường dinh nhục củi mai một lát, ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần đó. Vì vậy cho nên bây giờ mình chỉ có được thảnh thơi là gì quý cô bác? Thầy nói được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chỉ, phải không? Kỳ này trì mới được ngang,
ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ gấp gấp phiền chúng sanh, hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ gõ đường đi nước bước. Cái kỳ này nếu mà mình không tu pháp môn tịnh độ này, không còn pháp nào mà tu kịp nữa trơn. Thế nên Đức Thầy đã bảo cho mình ngang là từ đây đến đó là biết bao nhiêu cái sự gian lao khổ khó mà mình phải gắng cố gắng hành trì cho bằng được các môn tịnh độ, gắng tu đem được Phật vào trong tâm. Như vậy thì mình xét lại ông Trần Quyền Trang Tam Tạng đi thỉnh kinh, biết bao nhiêu nạn mà thoát khỏi là nhờ gì quý cô bác? Phải Nam Mô A Di Đà Phật không? À, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai thoát khỏi như không. Như vậy thì bây giờ quý cô bác mình niệm Phật là cũng vậy đó. Niệm Phật bao nhiêu nạn đó, thầy nói nè, biết sao chút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đợi chờ trong. Phải không? Thầy gánh hết nè, tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Kỳ này là Đức Thầy, là mình là một ông cha, ha, mà ông cha mà kiếm con dìu dắt đem cái giáo pháp dạy dỗ cho mình, mà mình chẳng chịu học, chẳng chịu làm, chẳng chịu tu theo, rồi ông cha mình về dắt mình được không quý cô bác? Không được phải không? Như vậy thì bây giờ Phật thương bổn đạo như con, rõ ràng không? Muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Như vậy thì bây giờ thầy đem hết trơn bao nhiêu tâm não góp tâm, dặn dò kỹ lưỡng trăm năm khóc cùng ta, rồi chừng nào tôi được hết khùng thì là trong dân sự còn dùng làm chi. Ngang thầy có nói câu này là chừng nào hết khùng quý cô bác? Thầy nói chừng nào mà thầy lại gia chung nó an thì trong bổn đạo bóng tùng hũ che, ngày đó là hết khùng đó. Cái ngày mà thầy trở về tại tổ đình, thầy nói với ông Út bà Út, hoặc là ông cả bà cả ngang, sau này cái ngày mà chiến tranh nó xảy ra loạn lạc rồi đó, thì nước dưng lửa cháy rồi đó quý cô bác ơi, thì bắt đầu bệnh dịch nó tràn lan, bị nó ô nhiễm đó. Cho nên là không còn một cái lương y, không còn một ông thầy thuốc nào mà trị bệnh nổi nữa. Cho nên thầy mới về tại tổ đình, thầy cứu bổn đạo của thầy. Thầy mùng dùng nước múc cho uống, dùng tay phát nước để mà cứu độ tín đồ của thầy. Vì vậy cho nên cái lúc đó ai có nhân duyên ngang quý cô bác, thì là dẫu cho có ở xa, ở nơi nào cũng được cái giọt nước mà từ bi của Đức Thầy đến để người đó hưởng được cái ân thừa, cái phước báo đó. Cho nên Đức Thầy cho biết, nhờ ơn trời ban bố đức ân, phải không? Nhờ ơn trời ban bố đức ân nè, hay là sao hưởng đặng phước thừa của Phật. Đây là cái phước nghe, cái phước báo mà thầy dành cho mình đó. Mà thầy dành cho ai chưa quý cô bác? Thầy dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười rước tôi lương đóng, chào người chân tù, chào đón rước về, nó kiếm con hiền đức dắt về. Vì là kiếm con hiền đức là quý cô bác mình tu có hiền có đức chứ có ai đâu. Còn những người không hiền đức mình nói nhỏ nhỏ nghe thôi nghe, ta tối ngày lo cắt cổ mổ bụng lột da không à, thiếu hiền đức. Mình nói thiếu thiệt đi, cái đó thiếu thiệt đó. Như vậy thì phải có hiền đức mới được, nó kiếm con hiền đức dắt về mà. Hay là hội long qua chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng họ chân chúa. Như vậy cái người hiền đức mới được. Người hiền chừng đó xung dậy quân thần cộng lạc mà, mấy ngày vui chơi mà. Như vậy thì phải có hiền. Hiền là có nghĩa là quý cô bác mình bây giờ phải trai trường mới gọi là hiền ngang. Chứ còn không có trai trường chưa có hiền đâu. À, vẫn còn bị lai gai lai gai. Bây giờ dẫu cho có 4 bữa thì còn lại nhiêu? 26 ngày hả? Dẫu cho có 10 ngày còn thiếu 20 ngày. Dẫu cho có 3 tháng thì còn thiếu lại nhiêu? 9 tháng hả? Thôi ơi, năm 12 tháng mà như vậy thì vẫn còn thiếu hoài. Thôi bây giờ, bây giờ tôi ngủ với cô bác, bây giờ mình chai trường hết, giờ mình ngủ bà con dòng họ mình ăn chai trường hết, chịu không? Hết cho chàng pháo tay với cô bác. Ừ, ngủ bà con dòng họ mình ăn chai trường hết cho rồi. Như vậy không thiếu nợ ai nữa hết trơn á. Thôi bây giờ không nổi ăn ngày. Ờ, ăn lần lần ăn ngày đi. Bữa nay ăn ngày nay, mới ăn ngày mới, mốt ăn ngày mốt. Còn không nổi nữa ăn chay buổi luôn. Buổi sáng ăn, buổi trưa ăn, buổi chiều ăn. Phải không quý cô bác?
chai trường hơi nó mệt lắm. Phải không? Thiệt đó quý cô bác ơi, bây giờ tại vì tôi nghe Đức Thầy nói bây giờ hen tương dưa giữ phận cho tròn, phải không? Cuối niên thân dậu mới còn sáu phân, hay là phận tu hành đạm bạc gao tương, hay là tương với muối cháo gao đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma là được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Phải tương mới được, tương với muối mới được nghe. Chứ còn bây giờ mà mình còn hát cả lương hồ quán hoài thì không có kịp nha quý cô bác. Pha chè hoài không có kịp, thôi về gắng cố gắng đi, ai chưa lên thì gắng nghe. Mình gắng cố gắng lần này đi, mình theo Phật đi, nó làm con Phật mà thì phải hy sinh chút đỉnh, mà tại mình chưa gan thôi, phải không? Mình chưa gan thôi chứ thầy là bảo mình nếu mình gan thì được à. Tại vì ngày hôm nay chứ năm tiếp mình ngủ bà con là gì, là mình gắng cố gắng cho nó kịp thời kỳ, chứ thầy nói nếu để trễ thời kỳ thì khó gặp đặng ta, trễ thì không gặp được thầy nghe quý cô bác. Trễ biết ngày nào thầy về đây, lỡ mai mốt thầy về làm sao kịp, mình chưa có trai trường, chưa có thành lòng rồi sao. Vậy cho nên thầy nói đó, là bây giờ á, ai mà được cái lòng mà nghe theo thầy đó hen, mấy ai mà được lòng thiền với điên, phải không? Điên này sẽ gỡ xích xiền, dắt miền thế tục gần miền tiên bang. Bây giờ mình phải gán nha, gán nghe lời dạy của thầy chứ để chừng đó sao kiếm thầy được. Như vậy thầy nói là Tây Phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời danh nghe. Vậy thì bây giờ quý cô bác phải xem lại cái quyển mà thi văn giáo lý toàn bộ thầy nói cạn không? Thầy nói hết trơn rồi, bao nhiêu tình bác ái gấp tơ mờ trong chúng là bá gia tầm đạo quá mờm, thâu giả thế ước mong đời thành. Chữ quá mờm là quý cô bác biết rồi đó, thầy trông đợi mong mỏi đợi cho mình tu cho kịp lúc, chứ bây giờ thầy đợi hoài ha. Thầy nói chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ chắc là về ngôi, chờ dữ lắm luôn, chờ hoài mỏng mà trông đợi hoài ngày đêm. Thầy nói thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an, từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh say trong giấc mộng qua mơ màng, cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sanh trình đảo lai. Thầy vậy đó, hữu ảnh vô hình chớ mình tưởng có thầy chân. Quý cô bác thầy nói là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phan, lúc nào thầy cũng nghe lời của mình là thỏa thẻ thì thầm trong tâm tư tưởng của mình là thầy biết hết đó quý cô bác. Như vậy thì bây giờ mình là người con, nỡ lòng nào mà không hết lòng với thầy, lỡ lòng nào mà không chung không hiếu. Vậy cho nên á, bây giờ mình gán đi nghe quý cô bác, gán cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Bây giờ mình gán cực khổ đi, đói lạnh trước thì sao ấm áp, mà nay sung sướng thì sao khổ lao. Thôi thì tu hành thì phải gắng cực gắng khổ ngang, chứ còn nếu mình không chịu cực khổ thì sau này không có cái được vinh hoa phú quý đâu. Mà còn ở thế gian bây giờ tuy gần người ta gì đó quý cô bác, mà vinh hoa giường thể cúc mai thầy chen, ở cõi đời này là xe tàu nhà lầu xe hơi bóng bẩy như vậy đó, mà thầy nói vinh hoa giường thể cúc mai, cuối mùa tàn rủi lâu dài nặng đâu, không có bền. Đó, chỉ có cái con đường đạo mới bền, mới vững chắc mà thôi. Cho nên thầy nói là ai muốn được là được gặp Phật, gặp thầy, được sống trong đời thượng quân thánh đức, được cứu thân mình, được cứu cha mẹ mình, đó thì phải quay về cõi quốc đường chân đạo Phật pháp hiện nay dốc thực hành, phải làm theo. Đó, cho nên thầy bảo nè, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ, ngày gài gặp ta. Đó, chỉ có ngày gài thôi, mà tôi đâu có biết ngày nào mai mốt gì đâu có dám báo cáo với bà con mình trước, mà bà con đâu có dám cho năm tiếp hay đâu, đâu biết ngày nào mà cho hay, biết ngày nào thầy về. Tại vì thầy hẹn ít lâu ta cũng trở về phiên cùng môn đạo chế hệ lãng sao à. Đó, thầy hẹn vậy thôi. Nhưng mà lố dạng nha quý cô bác, để tôi kể cho quý cô bác nghe một cái mẫu chuyện nha. Năm là 1945, lúc bây giờ Đức Thầy trở về tại Bạc Liêu, tại cái nhà của ông Ký Giỏi, thì là thầy mới đưa lên cái chân thân. Có cái ông lão này nói dạ thưa thầy, con là muốn tu mà muốn biết cái chân thân của thầy. Thì thầy nói ông muốn biết phải không, thì ông dòm tu cho kỹ đi,
tôi đi sao về vậy đó ông à. Cái thầy mới dựng cái tay phải lên với cô bác, mà cái tay phải, cái tay của mình năm ngón không ngón nào bằng ngón nào trơn phải không, mà cái tay của thầy chỉ có ngón tay cái thôi, còn là bốn ngón bằng chang nhau nha. Đó, rồi thầy mới dựng cái tay trái lên. Ông này ông nói đúng là cái bàn tay này ở thế gian đâu có, chỉ có ông Phật ra đời mới có. Ông cúi đầu cảm ơn thầy. Rồi trong khi đó ông mới cho một cái búi tóc cho cô ký nữa quý cô bác. Nha. Thầy mới nói ngang cô, tôi nói cho cô biết chừng nào cái búi tóc này nó thành lại gồng là ngày đó tôi về. Thưa cùng quý cô bác. Rồi cái búi tóc đó thưa cùng quý cô bác hỏi đâu tôi không biết bị gì. Cái thời gian á, cô ký giỏi mới giao lại cho người khác, bây giờ không biết ở đâu. Nó cái búi tóc là năm là đến cái năm là 45 thì Đức Thầy cho, mà trải qua 20 mấy năm sau cô ký mới mất. Thì cái đó gửi lại cho con cháu mà truyền truyền tới giờ. Thôi tôi không biết nghe quý cô bác. Mà Đức Thầy nói chừng nào cái búi tóc đó trở lên thành lại hang gồng là cái ngày đó tôi trở về. Mà cái ngày trở về thôi giờ mình tạm tạm chấm chấm để đó nghe quý cô bác. Chấm chấm để đó đi, thầy hẹn có ít lâu à. Thôi thì trước sau thầy hẹn về thầy về à. Đã nghe quý cô bác. Mà hồi đó đến giờ là mình tính đi, từ khi mà Đức Thầy vắng mặt đến năm nay là 77 năm rồi. Như vậy thì nó cũng đã khá lâu rồi đó. Mà cái búi tóc đó bây giờ á, nó đã, tôi nghe quý vị nó là nó đã chuyển thành rồi mà mình chưa gặp được nha. Người ta cất rất là kỹ. Thôi thì cái cất kỹ thì để đó đi ha. Ha, còn thưa cùng quý cô bác bây giờ mình gắng mình tu đi. Thì ít lâu đây mình sẽ, thầy sẽ trở về. Đó, thưa cùng quý cô bác hôm nay chúng ta tu hành như vậy đây ha. Thì khỏi lo nữa rồi. Nhưng còn lo dòng họ mình nè, phải không? Con cháu mình nè, còn số bà con không có tin thầy là Phật. Đó, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên gì xuống phàm trần, ấy gì thương chăm họ vạn dân, chẳng kể tấm thân lao khổ. Như vậy đó mà người ta chưa tin nữa. Như vậy thì bây giờ đã nói hết đời mà người ta cũng không thấy hết đời. Chỉ có mấy ông đạo thấy thôi, phải không? Chỉ có mấy người đạo coi giáo lý của thầy thì mới biết là thật là cái đời này nó mỏng tợ màng thưa rồi. Khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Đó, như vậy thưa cùng quý cô bác, bây giờ mình hành đạo, ăn chay, niệm Phật, làm lành, đi làm việc từ thiện, làm hết các việc từ thiện như vậy thì người ta nghĩ rằng mấy ông đạo, mấy bà đạo làm chuyện không đâu. Nhưng không ngờ mà phước ấy vẫn còn muôn thở, phải không? Tuy vô hình đừng ngỡ gặn không. Con ơi, nơi chốn hồng trần mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao. Đó, tại vì là cái việc mà trước sau là ở trong cái quả địa cầu này nó mau lắm, nó chuyển xây là rất là mau, rất là lẹ. Vì vậy cho nên ở nơi đây chúng ta muốn xét đến rằng cái xác thân mình đây còn nó không bền chắc, huống chi là cái quả địa cầu này ở trong là chỉ trong cái nháy mắt thôi, chỉ trong một khắc mà địa cầu rung rinh. Như vậy thì có 2 tiếng đồng hồ, một khắc là 2 tiếng phải không, mà nó rung lên hết. Như vậy thì bây giờ cái cõi này ở nằm ở trong cái thành trụ hoại không. Nó ở đời thượng quân là đã có thành trung quân và hạ quân đến trụ, phải không? Rồi bây giờ là đến cái đời hoại rồi, nó đời cùng, phải không? Tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Như vậy thầy cho mình biết là đời cùng rồi, hay đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước hay nằm bằng non. Như vậy thì giờ nghe quý cô bác là trẻ cùng già đó, đồng ngộ Phật gia rồi, còn gì nữa đâu. Mà tu ai cũng có trí huệ trơn rồi. Đó, bây giờ mình đã xét tận tường ở trong cái sự ở nơi đây là giả tạm rồi. Cái cảnh này là nay dày mai khác, thân thế lạc lưng của cải gia tài như đám phù dân chiếc gió nước bọt mây bèo. Thấy không? Những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả trong nhân loại không thiếu sót một ai. Vì thì ai ngoài cái sự chết này đâu. Cho nên Đức Thầy đã bảo chúng ta nè,
bây giờ còn hỏi trần chờ, thấy không? Bây giờ còn hẹn lần hẹn lựa thì làm sao cho kịp. Thế nên á, Đức Thầy đã bảo chúng ta là nha, là khuyên niệm Phật than gần chưa rảnh, lúc bắt hồn mắt việc cũng đi, chắp tay niệm Phật Di Đà, lòng ta ta biết ai mà mặc ai, cuốn sổ bình sanh công giới tội, chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai. Hết đức thì ma quỷ gói đòn, tu đức thì ma quỷ tiêu tan. Phải gắng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tù. Như vậy thì tu được rồi. Thưa cùng toàn thể chứ quý vị, trong cái thời gian đó là thời gian như thể tên bay à. Thế nên một nhà văn thơ nói gì nè quý cô bác, cái thời gian nó mau quá, cái người ta không biết làm văn sao. Tôi nói hồi hồi thời gian như chó nhảy qua hàng rào, thấy không? Đó, mà sự thật ra thời gian á, cái ngày giờ như thể đưa thôi, giống như là cái cục mà nó đưa qua đưa lại ở bằng gần như quý cô bác. Đó, cái thời gian nó mau quá. Còn thầy nói nè, trời sáng ra kế lợi thấy chưa, thấy không? Trời sáng ra kế lợi thấy chưa à? Năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù nhân phú quý nay mai lên, với chuyển dời qua đổi lợi, cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm như tuổi lão bằng, đời hạ quân hay chết tuổi xanh như thở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hằng, đã có tu thân nhờ ơn trời ba bốn đức ân, xem chung cổ thân thần tại thế. Vậy là quý cô bác nha, tại đó là mong cán quan vào cửa xem tù, thấy không? Có cùng cây điểu thuốc chi môn, nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật Thánh. Nghe chỗ này nha, đó biết ai là Phật Thánh. Ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu vụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành tới, thấy không? Chỗ này nè, thầy nói là Bồ Đào Vũ Thánh Trà Tiên muôn năm cộng lạc chú hiền coi chung. Như vậy thì đưa cùng quý cô bác, bây giờ Đức Thầy đã bảo chúng ta, nữ nam muốn gõ âm hao, gác trao đức hạnh ngày sau sẽ tường, ngôn từ đạo hạnh ý thầy phiên, hạnh đức ân cần gắn tập chiên, hết tổ cửu quyền nơi chính tối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, vô thượng thẩm thâm dĩ ý truyền, danh nhôn chép để gạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ dốc dài phiên. Vậy là quý cô bác mình đã tại gia mà tu hành sao đắc đạo hết. Đã, thì thưa cùng quý vị, hôm nay cái trời mưa thì đúng là cũng hết giờ thôi, để tâm sự chuyện trò nhắc nhớ, và chúc cho quý vị phải gắng tinh tấn, tránh tinh tấn dầu thành hay bại cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phái có đức tin ta cứ một đường đi tới. Và chúc cho toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe và vững chắc trong đường tu hành đại giáo lý của thầy. Ngày gần đây Đức Thầy trở lại và được diện kiến Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và cảm ơn toàn thể quý vị.